cảnh quay hai con lít lít này, hai con chuột lít lít này. Chắc bố mẹ nó giao ban ở kia, là cây xanh dáng giao ban kia. Nói lại đôi nguyệt quế lít nhít này là hàng con cháu như này này. Con cháu thì già hơn cả các cụ đấy, nhìn con cháu này thôi nhưng mà già lắm rồi đấy, nhìn tỷ lệ có khẩu này thôi đấy, thích lắm, nhìn rất thích các bạn. Tí hỏi xem bao tiền đây. Còn đôi vợ chồng đang giao ban này, giao ban giữa ban ngày ban mặt, mấy ngày hôm nay vẫn đang giao ban các bạn ạ. Khu vực mini đây, một hàng mini đây, nhưng mà tôi chả quay nữa, nó không có cái gì đặc biệt. Tại đi một lượt không có gì đặc biệt, mà nhìn cái đôi nguyệt quế này là thích thì các bạn, mini nhưng mà có võ đấy, nhỏ nhưng có võ, nhỏ có võ, nhỏ có võ đấy. Đây này, có khi tiếp quất cây này nếu mà giá hợp lý, giá hợp lý quất cây này, nguyệt quế đấy, nguyệt quế siêu mini đó. Tí nữa quất một con này, à kia có một con nữa, thì cái đôi nữa. Cho cái chậu tàu phê lắm. Một em này có vẻ hay hơn. Tưởng bẩn bẩn mà lại phải tập trung vào. Tay tán thì bình thường nhưng mà được cái cốt rụt rịt. Bà đang bảo mình bán hộ hàng mà mình có biết giá cả nào đâu. Tí nữa ra hỏi. Đẹp đấy, đẹp đấy. Chạy đi đâu không cần bán thế này chứ. Mini đây, ô, ông Tùng, Tùng mini đây, kiểu cảnh này. Một lô Tùng như vậy làm kiểu cảnh thôi rồi. Tùng cối này, Tùng cối này. Siêu mini đây, con này có hòn đá rồi. Rất xanh mướt, nhìn như Tùng bồng lai. Hàng mini này nhìn thế này thôi nhưng mà các bác cho về cái chậu đẹp và xem tiền triệu đấy, mà có thể bây giờ bạn cũng bán tiền triệu rồi. Đây con La Hán này hay này quá, phần phần này nhưng mà hay này, nó không phải bẩn bẩn sạch sẽ nhưng mà chậu bẩn thôi.
đợt này là vào hàng hot quá, hot quá là hán này. Lá đây, là lá đây. Này là con gì? Không rõ con này là con gì? Không nhìn thấy lá kiểu như cái vối nhỉ? Có phải không? Cái vối rất giống thân lá, rất giống cái vối. Ui, con đường xa quá hay. Bông trái này, bông trái đường xa quá. Bên xa này. Đấy. Lùa vào, lùa máy vào tận gốc. Nhiều khi các bác xem cứ bảo lắc lư quá, khó lắm quá, đi chật. Chật. Này rất nhiều cây đẹp. Mùi hoa mộc thơm quá. Nhìn đường ra cái đó. Ông xanh này, ông xanh phu thê đây, đang giao ban này. Đang giao ban này. Đang lồng vào nhau này các bác. Tởm quá. Mấy con hoa mộc bên này thơm quá. Giao ban, vợ chồng đang giao ban này. Ui, người ta bắt được người giao ban này nhá. Xấu hổ quá. Nhưng mà đẹp thật. Đúng là cảnh khung cảnh giao ban này đẹp thật. Con cái này có vẻ hơi đuối quá. Cái này nhìn, con cái này nhìn mất sức quá. Không được thì lồng dã man. Đẹp thật. Mấy ngày hôm nay vẫn thấy lồng nhau đấy. Mè đại thụ đấy, đang phun lộc nhìn sướng, phun lộc nhìn sướng. Thank you.
ngửi cái mùi hoa mộc không? Thơm quá. Vừa được ngửi vừa được xem rau ban như này. Được xem rau ban. Lăn tăn mãi không biết cây kia là cây gì. Chết dở, kiểu này lại muốn mua mấy cây đây. Thứ nhất là như này các bác nhá, là thích cái đôi nguyệt quế này, mini này. Nó chỉ tầm bao nhiêu thôi. Đấy, một đôi. Cái này phải lấy là lấy cả đôi, mà không rẻ tiền đâu. Thứ hai là cái lô tùng kia, để ghép tiểu cảnh thì thôi rồi. Thứ ba là con me kia, hai con me kia. Thứ tư là La Hán này. Thứ năm là ông cây lạ lạ kia. Cũng hỏi nếu mà cây gối là quất. Đấy. Nhưng mà chưa có tiền, chắc là mua chịu thôi. Mới nữa trả. Xem có thấy nào. Quất nha các bạn nha.